Thư gửi bố ngoài đảo. Trích: Tết con muốn gửi bố cái bánh chưng cho vui, nhưng bánh thì to quá, mà hòm thư nhỏ thôi. Ngoài ấy chắc nhiều gió, đảo không có gì che. Ngoài ấy chắc nhiều sóng, bố lúc nào cũng nghe. Bà bảo hàng rào biên là bố đấy bố ơi, cùng các chú bạn bố giữ đảo và giữ trời. Tác giả Xuân Quỳnh, giọng đọc.